chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học bảo hiểm xã hội. Như vậy là ở cái video trước tôi đã chia sẻ chi tiết cái điều kiện hưởng lương hưu đối với trường hợp mà chúng ta không bị suy giảm khả năng lao động. Đối với cái trường hợp mà chúng ta bị suy giảm khả năng lao động thì cái thời gian hưởng lương hưu chúng ta như thế nào, điều kiện như thế nào, đúng không ạ? Và tôi cũng chia sẻ các bạn cách tính mức hưởng lương hưu rồi. Thì hôm nay ở cái video này tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn, chuyên sâu hơn vào cái cách tính cái hưởng lương hưu chúng ta như thế nào đối với từng trường hợp một, đúng không ạ? Thì để hiểu được cái bản chất ý, thì chúng ta phải xem lại các cái điều kiện hưởng lương hưu đã, đúng không ạ? Ở đây. Đây, đối với cái trường hợp mà chúng ta không bị suy giảm khả năng lao động này thì chúng ta có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là anh phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội đã, được chưa? Điều kiện thứ hai là gì? Anh phải có đủ tuổi nghỉ hưu đã, được chưa? Và tuổi nghỉ hưu này người ta sẽ gì ạ? Căn cứ theo những cái trường hợp ở đây. Đấy. Nếu mà bạn nào mà chưa xem cái video về điều kiện hưởng lương hưu thì bạn xem ở góc bên phải trên này này. Đấy, có cái dòng đó là video điều kiện hưởng lương hưu đấy, được chưa? Các bạn xem chi tiết cho tôi nhá. Thế thì hôm trước chúng ta giả định ra một cái trường hợp là gì? Đó gì ạ? Ví dụ cái điều kiện thứ nhất của tôi không đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì sao? Đúng không ạ? Mà tôi đủ số 5, đủ số tuổi tôi nghỉ hưu rồi, nhưng mà tôi không đủ cái số 5 đóng bảo hiểm thì sao? À thì hôm trước tôi trả lời các bạn rồi, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta gì ạ? Nếu vào cái trường hợp có kém 6 tháng nữa là chúng ta tròn 25 ấy, thì chúng ta xin đóng ở cơ quan mà chúng ta vừa nghỉ việc. Hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội để chúng ta tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện để đóng cho tròn 25 đi. Kết hợp với cái điều kiện là anh đủ tuổi nghỉ hưu thì khi đó là anh đủ cái điều kiện hưởng lương hưu, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái trường hợp thứ nhất. Vậy thì cái trường hợp thứ hai đặt ra là tôi đã đủ 20 năm đóng bảo hiểm rồi, được chưa? Tôi đủ 20 năm đóng bảo hiểm rồi, nhưng mà tôi chưa đủ số tuổi để nghỉ hưu. Đấy, tôi chưa đủ tuổi nghỉ hưu ở cái trường hợp 2, ở cái điều kiện 2 này thì giải quyết như thế nào bây giờ? À, đấy, thì vấn đề của bài hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cái trường hợp đó, được chưa? Đó gì ạ? Nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, các bạn nhớ cho tôi nhá. Đó, thì chúng ta lướt qua cái những cái kiến thức của cái video trước, được chưa? Thì đối với trường hợp mà chúng ta bị suy giảm thì chúng ta cũng có hai cái điều kiện song song với nhau, phải kết hợp cả hai. Đấy, các bạn xem lại nhá. Được chưa? Rồi, về cái cách tính lương hưu thì hôm trước tôi đã hướng dẫn rồi, đó là bằng tỷ lệ lương hưu nhân với mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội. Rồi, đấy, đối với Nam thì sao? Thì năm 28 thì cứ 16 năm thì anh sẽ được tính 45%, những năm tiếp theo là anh được hưởng 2%. Tiếp là năm 19, 20, 21, 22 thì mỗi năm tăng lên 1 năm, được chưa? Có nghĩa là đến năm 2022 thì anh phải đóng 20 năm thì anh mới được hưởng 45%. À, những năm sau tiếp thì anh sẽ được hưởng 2%. Đấy, rồi nhá. Cái đấy nếu mà bạn chưa xem lại cái video chưa nhá. Ok chưa? Đấy, đối với nữ thì sao? Nữ thì không có gì thay đổi cả, vẫn là 15 năm thì anh được hưởng là 45%. Và cứ mỗi năm sau tiếp đó là được hưởng thêm 2%. Mức tối đa là 75%, ok chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái trường hợp là gì ạ? Chúng ta nghỉ trước tuổi. Đây, cách tính lương hưu nghỉ trước tuổi. À, rất nhiều trường hợp đang rơi vào cái trường hợp đó gì ạ? Chúng ta chưa đủ tuổi nghỉ hưu nhưng mà chúng ta đủ cái gì ạ? Số 5 đóng bảo hiểm rồi, được chưa? Chúng ta đủ 20 năm đóng bảo hiểm rồi nhưng mà chúng ta chưa đủ tuổi để nghỉ. Thì bây giờ chúng ta tính như thế nào? Được chưa? Đấy, thì đây này các bạn này, mốc tuổi để tính năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ lương hưu ấy, theo quy định khoản 3 điều 56 luật bảo hiểm xã hội được quy định như sau. Thì tôi chia ra làm 3 trường hợp, được chưa? Đấy, trong cái khoản 3 điều 56 luật bảo hiểm xã hội người ta sẽ nói chung chung, được chưa? Còn đây tôi sẽ chia các bạn cụ thể là 3 cái trường hợp. Đấy, trường hợp thứ nhất là trong điều kiện bình thường. Đấy, trong điều kiện bình thường thì sao? Thì chúng ta lấy mốc để tính tuổi để chúng ta giảm trừ ấy là gì ạ? Là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ, được chưa? Các bạn nhớ nhá, nhiều các bạn là tính khi mà chúng ta trừ cái giảm trừ cái tỷ lệ ấy, giảm tỷ lệ ấy, thì các bạn lại tính trên cái gì ạ? Cái số 5 ở cái điều kiện này này. Đấy, các bạn lại tính theo cái số 5 ở cái điều kiện này. Không phải đâu. Về trường hợp anh nghỉ trước tuổi ấy, thì nó có một cái quy định chung và nó chỉ rơi vào 3 cái trường hợp thôi. Đây. Đây nhá, quay lại. Chúng ta chỉ có 3 trường hợp này thôi các bạn nhá. Chỉ có 3 trường hợp này thôi. Và cái mốc
tính tuổi nghỉ hưu của chúng ta là chúng ta phải tính theo 3 trường hợp này. Nếu mà các bạn chưa đủ tuổi để nghỉ hưu, đúng chưa? Đấy, nếu mà anh làm trong việc điều kiện bình thường ấy thì làm phải đủ 60 tuổi thì anh mới được nghỉ hưu, và lương phải đủ 5 năm tuổi thì anh mới được nghỉ hưu, đúng chưa? Đấy, thứ hai nữa là trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Người ta nói cụ thể này, người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc làm việc nơi phụ cấp hệ số 0,7 thì được lấy mốc tuổi để tính là gì ạ? Đủ 5 năm tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ. Các bạn nhớ cho tôi nhá. Nhớ nhá, được chưa? Điều kiện bình thường là 60-55, còn điều kiện mà khó khăn, nguy hiểm và 0,7 thì chúng ta tính là 55 và 50, có nghĩa là giảm 5 tuổi đối với nam và nữ, được chưa? Đấy. Rồi, cái trường hợp thứ ba là người lao động làm việc công việc khai thác trong hầm lò thì chúng ta lấy mốc tuổi tính chung cả nam và nữ là 50 tuổi. Đấy, nếu mà làm trong hầm lò thì là 50 tuổi cả nam và nữ là mốc để chúng ta tính, được chưa? Nghỉ hưu nhá. Ví dụ bây giờ là tôi làm trong cái điều kiện bình thường, tôi làm được có 4-5 năm thôi, tôi đã nghỉ hưu rồi. Thì sao? Thì mức tính của tôi là bao nhiêu ạ? Là 60 tuổi. Tôi sẽ lấy 60 tuổi trừ đi 4-5 tuổi. Như vậy là tôi về trước 15 năm. Đấy, tôi về trước 15 năm. Và người ta có quy định như thế nào? Người ta có quy định như thế nào? Nếu mà anh nghỉ trước 15 năm ấy thì mỗi năm anh sẽ bị giảm đi 2%. Đấy, anh sẽ bị giảm đi 2%. Có nghĩa là tôi sẽ bị giảm đi bao nhiêu ạ? 30%. 30% này chúng ta giảm ở đâu? Ở đâu? Ở đây này, tôi sẽ quay lại cái công thức nhé. Đây, đây, đây. Được chưa? Ví dụ như là thời gian đóng bảo hiểm của tôi là gì ạ? Là 22 năm. Được chưa? Thì 17 năm đầu tôi được hưởng là 45%. Và bao nhiêu ạ? 5 năm sau là tôi được nhân với 2%. Tổng là bao nhiêu? Là 55%. Như vậy là tôi được hưởng tỷ lệ 55%, và tôi lấy 55% đó nhân với mức bình quân hàng tháng, đúng không? Nhưng mà tôi đang rơi vào cái điều kiện gì đấy ạ? Điều kiện gì? Có nghĩa tôi nghỉ trước tuổi. Tôi phải đủ bao nhiêu? 60 tuổi thì tôi mới được hưởng trọn vẹn như thế này, được chưa? Đấy, bạn hiểu không ạ? Nếu mà tôi nghỉ trước 60 tuổi thì mỗi năm là tôi bị giảm đi 2%. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 55% này trừ đi 30% mà chúng ta vừa tính ra ấy, được chưa? Đấy, thì là sơ qua thôi, tí nữa chúng ta có một cái bài tập ví dụ cụ thể luôn, được chưa? Rồi, lưu ý tiếp theo này, trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi của năm đó. À, là như thế nào nhỉ? Các bạn nào đọc không hiểu không ạ? Rất nhiều bạn đọc không hiểu, tại vì sao? Luật mình nói như thế này bố thằng nào mà hiểu được, đúng không ạ? Nói tóm lại như thế này này, đấy, tóm lại như thế này là chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ đi cho nó cụ thể, được chưa? Nói tóm lại chúng ta sẽ làm một cái ví dụ cụ thể. Ví dụ tôi làm trong cái điều kiện bình thường ở cái trường hợp 1 này thì theo luật đủ 60 tuổi tôi mới được nghỉ hưu, đúng không ạ? Đủ 60 tuổi tôi mới được nghỉ hưu. Nhưng mà ở cái thời điểm là gì ạ? 58 tuổi 8 tháng chưa? Thì tôi nghỉ hưu. Đấy, thì khi đó cái số năm mà tôi dạ chưa đủ là bao nhiêu? Đấy, 60 tuổi chúng ta trừ đi 58 tuổi 6 tháng. Và như vậy nó có cùng đơn vị tính không ạ? Ở đây là 60 tuổi là đơn vị đang là 65 đấy, được chưa? Ở kia chúng ta đơn vị đó gì? 58 năm 8 tháng, đúng không ạ? Thì vậy chúng ta phải quy đổi nó cùng một đơn vị tính, đúng không ạ? Như vậy thì 60 tuổi này chúng ta sẽ rút gọn thành gì ạ? 59 năm và 12 tháng. 59 năm 12 tháng chúng ta trừ đi 58 năm 8 tháng, được chưa? Thì nó còn bao nhiêu ạ? 1 năm 4 tháng. 1 năm 4 tháng, đúng không? Và đọc theo cái quy định này, đọc theo cái quy định này, đó gì? Trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ. Như vậy là 1 năm 4 tháng, nó dưới 6 tháng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ không phải giảm trừ của cái 4 tháng đó, được chưa? Nhưng nếu mà cái trường hợp mà tôi tính ra là 1 năm 7 tháng thì sao? Thì đủ 6 tháng là từ 6 tháng đến 11 tháng thì anh sẽ phải giảm 1%. Như vậy với cái trường hợp là 1 năm 7 tháng thì tôi sẽ phải giảm trừ đi, đó là bao nhiêu? Là 1 năm là chúng ta giảm 2% rồi. Còn trên 6 tháng là chúng ta phải giảm 1%, tổng là tôi phải giảm 3%. Ok không ạ? Với cái trường hợp đó là gì ạ? Nếu mà 1 năm 4 tháng thì tôi chỉ phải giảm bao nhiêu? 1 năm là 2% thôi, còn 4 tháng đó thì theo quy định ở đây là gì ạ? Trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm.
Được chưa? Bạn hiểu nhá, hiểu cái quy định này nhá. Đây tôi chép đi nguyên ở trong cái gì ạ? Cái luật bảo hiểm xã hội ra đấy. Đấy, rất là khó hiểu đúng không ạ? Rồi, tí nữa chúng ta làm cái ví dụ cho nó dễ hiểu hơn đúng không ạ? Rồi tiếp theo này, cái lưu ý tiếp theo, khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ tháng 1 đến tháng 6 thì được tính là nửa năm. Từ tháng 7 đến tháng 11 được tính là 1 năm. Từ tháng 17 đến tháng 11 được tính là 1 năm. Cái này lại như thế nào đây? Cái này hiểu như thế nào? Hiểu như thế nào? Như thế này nha, ví dụ là các bạn thường thường là chúng ta tính đóng bảo hiểm là mốc cố định, điều kiện là chúng ta phải đóng là bao nhiêu ạ? Là 25 đúng không ạ? Cố định là 25, đây tôi sẽ mở lại này. Đây. Điều kiện 1 là chúng ta phải đủ 25, nhưng ở đây tôi sẽ đóng là gì ạ? Tôi đóng 20 năm 6 tháng. Được chưa? Bạn hiểu chưa? Tôi đóng 20 năm 6 tháng hoặc là tôi đóng 20 năm 2 tháng thì sao? Thì nó phải có cái trường hợp đấy chứ, đúng không ạ? Tất nhiên nó sẽ có cái trường hợp đấy rồi. Cho nên người ta phải quy định chi tiết ở đây là gì? Nếu mà anh lẻ từ 1 đến 6 tháng thì anh được tính là nửa năm. Đấy. Như vậy nếu mà tôi có đóng 20 năm 3 tháng thì tôi sẽ được tính gì ạ? Là 20 năm rưỡi. Ok chưa? Tôi sẽ tính tròn là 20 năm rưỡi. Còn nếu mà tôi đóng là 20 năm 7 tháng thì họ sẽ phải tính cho tôi là 21 năm đóng bảo hiểm. Ok không ạ? Đấy, bạn hiểu như thế nhá. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta vào cái bài tập ví dụ cụ thể đi. Chúng ta sẽ ví dụ theo cái gì ạ? Từng cái trường hợp này và chúng ta ví dụ kết hợp với lại các cái lưu ý trong này để chúng ta cùng nhau tính. Tại vì khi mà chúng ta làm thực tế thì nó có đầy đủ các cái trường hợp xảy ra cả, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ thứ nhất, cái bà Huệ 53 tuổi, bà làm việc trong điều kiện bình thường. Nhắc đến cái điều kiện bình thường thì đối với nam là bao nhiêu? 60, đối với nữ là bao nhiêu? 5 năm để chợ mới được nghỉ hưu. Thì là nói tiếp này, bị suy giảm khả năng lao động 61%. Nhiều bạn cứ đọc đến cái chỗ suy giảm khả năng lao động là bạn ấy quay về cái điều kiện ban đầu. Đấy, bạn quay về điều kiện ban đầu đây này. Đây, tôi sẽ mở lại nhá. Đây này. Đấy, bị suy giảm khả năng này. Bạn quay về cái trường hợp này, bạn áp luôn đó là gì ạ? 51 tuổi và 46 tuổi. Sai, đúng không ạ? Ở đây chúng ta đang nghỉ hưu, đúng không ạ? Người ta có quy định rõ ràng rồi. Cái mức tuổi nghỉ hưu của anh trong điều kiện bình thường là bao nhiêu đây này? Đấy, là 65 năm. Trong điều kiện nguy hiểm, độc hại thì là 55, 50. Trong cái hầm lò thì là 50 tuổi với cả nam cả nữ. Các bạn nhớ cho tôi nhá. Đặc biệt nhớ cho tôi, không là chúng ta nhầm lẫn đấy. Đấy. Đấy, đây này. Tiếp này, có 26 năm 4 tháng đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu tháng 6 năm 2019. Như vậy tôi vừa nói rồi, 26 năm 4 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy là dưới 6 tháng chúng ta sẽ được làm tròn gì ạ? Là nửa năm. Như vậy là ở đây sẽ là gì? 26 năm nửa năm, được chưa? 26,5 năm đấy, được chưa? Rồi, vậy là người ta sẽ yêu cầu chúng ta là tự tính ra cái tỷ lệ lương hưu mà anh đi tính. Tính gì ạ? Tính lương hưu của anh, đúng không ạ? Đấy. Rồi tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng nhau xét nhá. 15 năm đầu, do bà này là nữ mà nhá, nữ thì chúng ta áp dụng cái gì ạ? Là 15 năm là anh được hưởng 45%, đúng không ạ? Tôi sẽ mở lại cái điều kiện đấy nhá. Học đến đâu chúng ta phải nhắc lại đến đấy thì chúng ta mới nhớ được. Đây này, đối với nữ này, đối với nữ thì 15 năm đóng bảo hiểm được tính là 45%. Đấy. Sau đó cứ thêm 1 năm là chúng ta được hưởng 2%, tối đa là 75%. Còn đối với nam này, là năm 18 chúng ta điều kiện là 16 năm mới được 45%, năm 19, 17 năm mới được 45%, cứ thế mà tăng lên, ok chưa? Rồi. Rồi đấy, như vậy này, tiếp từ năm thứ 16, 15 năm đầu rồi nhá, thì từ 15 thứ 16 đến cái năm thứ 26, đây này, năm thứ 26 này này, là 11 năm. Vậy là chúng ta mỗi năm chúng ta tăng thêm 2% là bao nhiêu ạ? 22%, các bạn nhớ chưa? Và như vậy tôi đã nói rồi, 4 tháng chúng ta làm tròn lên nửa năm. Nửa năm này chúng ta nhân với lại gì ạ? 2% và chúng ta là được 1% đây này. Đấy, tính thêm 1%. Tổng cộng bà này được bao nhiêu ạ? Là 45% cộng với 22% cộng với 1% là 68%. Nó đã vượt cái mức tối đa 75% chưa? Chưa, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta lại xét tiếp này. Vậy thì bà này làm trong cái điều kiện bình thường thì độ tuổi nghỉ hưu của bà đấy là 55 tuổi mới được nghỉ hưu, đúng không ạ? 55 tuổi mới được nghỉ hưu mà bà này lúc đó mới có gì ạ? 53 tuổi. Bà mới có 53 tuổi thôi thì bà nghỉ trước quy định 55 tuổi rồi, đúng không ạ?
Thế thì 3 nghỉ trước 2 năm chúng ta phải nhân với tỷ lệ là 25 nhân với 2%, mỗi năm nghỉ trước tuổi là trừ đi 2%. Đấy, tầm là phải trừ đi 4%. Như vậy cái tỷ lệ để bà ấy tính lương hưu đó diện 68% trừ đi 4% là 64%. Được chưa? Là chúng ta ra được cái tỷ lệ tính lương hưu là 64% của lương bình quân. Được chưa? Của lương bình quân mà bảo hiểm xã hội người ta tính cho chúng ta. Đó. Cái lương bình quân đấy tôi sẽ dành riêng một buổi để hướng dẫn các bạn, được không ạ? Đó, các bạn hiểu chưa? Rồi chúng ta vào cái ví dụ tiếp theo đi. Ví dụ bà Huệ bị suy giảm khả năng động là 61%, được chưa? Nghỉ việc hưởng lương hưu từ tháng 1 năm 2019 khi đủ 50 tuổi 1 tháng, có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng lương hưu được tính như thế nào? À, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhá. Thì là đàn bà, đúng không ạ? Là đàn bà thì 15 năm đầu được hưởng 45%, những năm tiếp theo được hưởng 2% một năm. Như vậy là từ năm 16 đến năm thứ 28 là 13 năm, và tính là 13 nhân 2 là 26%, được chưa? Đấy, tổng tỷ lệ bà ấy được hưởng là dạng 45% cộng 26% là 71%. Và xét tiếp này, bà ấy nghỉ hưu khi mà 50 tuổi 1 tháng, được chưa? Có nghĩa là đối với nữ ở trong cái điều kiện bình thường là 55 tuổi. Đấy, vậy thì số 55 tuổi này chúng ta đang đơn vị tính là gì? Là 5, đúng không ạ? Mà ở đây chúng ta có đơn vị là 5 và tháng. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ phải quy đổi nó về gì ạ? Là 54 tuổi 12 tháng. Chúng ta trừ đi 50 tuổi 1 tháng thì nó sẽ ra được là 4 năm 11 tháng. Mà lúc đấy chúng ta học rồi, đúng không ạ? Từ 6 đến 11 tháng thì chúng ta sẽ gì ạ? Bị tính 1%, được chưa? Còn nếu dưới 6 tháng thì sao? Thì không bị tính. Đấy, có nghĩa là dưới 6 tháng thì coi như là anh không bị giảm trừ, ok không ạ? Đấy, trên 6 tháng đến 11 tháng thì anh sẽ bị giảm trừ một nửa, là 1% đấy. Thì khi đó cái bà này sẽ bị giảm trừ bao nhiêu? 4 năm, mỗi năm là 2% giảm trừ là 8% cộng với này gì ạ? Cái này là được là 1%, là tổng là 9% ở đây, được chưa? Như vậy cái tỷ lệ hưởng lương hưu của bà đấy là bao nhiêu? Là 71 trừ đi 9 là 62%, ok chưa? Ok không ạ? Đấy. Rồi. Chúng ta đọc này, ông Sơn nghỉ việc hưởng lương hưu từ tháng 4 năm 2020 khi mà đủ 49 tuổi. Ông Sơn có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 15 năm làm công việc khai thác trong hầm lò. À, đấy, không biết cái trải nghiệm trong hầm lò như thế nào, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta học rồi, cái này rơi vào trường hợp mấy? Trường hợp 3 là bao nhiêu? 55 đối với cả nam và nữ. Cần tôi mở lại không? Cần ạ. À, thì chúng ta mở lại nhá. Đấy. Đây, được chưa? Được chưa? Đấy, các bạn hiểu chưa? 50 tuổi là cả nam cả nữ này, được chưa? Đấy, học đến đâu chúng ta mở đến đấy, được chưa? Tiếp này. À, như vậy là chúng ta sẽ xét này, năm 2020 thì bao nhiêu năm chúng ta mới được hưởng 45%? 18 năm đầu chúng ta mới được tính 45%. À, cần mở lại không? Cần ạ. À? Ok, mở lại nhá. Đây. Được chưa? Năm 2020, 18 năm thì chúng ta được hưởng 45%, nhưng năm tiếp theo 2%. Ok chưa? Đấy, những năm sau cộng dần thêm. Đấy, học đến đâu có dẫn chứng đến đấy. Tuyệt vời đúng không ạ? Quá là tuyệt vời. Ok. À, tiếp theo này. Thì tổng tỷ lệ của cả hai ở đây là bao nhiêu ạ? 45 cộng với 2% là 65%. Được chưa? Và ông Sơn nghỉ hưu trước 50 tuổi. Đấy, mốc tôi nói rồi, 50 tuổi đúng không ạ? Mà ông ấy 49 tuổi đã nghỉ rồi, đúng không? Như vậy là vượt trên 1 năm thì phải trừ với 1 năm này đi, được chưa? Mà 1 năm trừ đi là 2%. Như vậy là lấy 6 năm trừ đi 2% là 63%. Quá đơn giản đúng không ạ? Đấy, cái ví dụ này thì khá là đơn giản. Nhưng mà tôi cố tình cho năm 2020 để các bạn nhớ năm cái năm điều kiện hưởng 45% hay không, được chưa? Đấy. Tiếp theo ví dụ thứ tư. Ông Sơn làm việc trong điều kiện bình thường, điều kiện bình thường à, mà là con trai thì bao nhiêu? 60 tuổi mới được nghỉ hưu, được chưa? Bị suy giảm khả năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu năm 2018 khi 56 tuổi 7 tháng. Đấy, nó nhắc đến 56 tuổi 7 tháng này là vấn đề rồi đấy, đúng không ạ? Có 29 năm 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy là trong cái trường hợp này các bạn thấy cái gì ạ? Tôi cố tình dạ, cho tuổi nghỉ hưu chúng ta lẻ đi, cho số năm đóng bảo hiểm của chúng ta lẻ đi. Tại vì thực tế kiểu gì chả có cái trường hợp này, đúng không ạ? Đó, nhớ đâu bạn đang rơi vào trường hợp này thì sao? À, thì đây chính là cái bài giải pháp cho các bạn tính cái tỷ lệ lương hưu của bạn đó, đúng không ạ? Đấy, rồi,
chúng ta cùng nhau phân tích nhá. Số năm đóng bảo hiểm của ông Sơn là 2, 9, 5, 7 tháng. Dạ. Số lẻ 7 tháng được tính cho là 1 năm. Đấy. Nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu của ông Sơn là gì ạ? À, chúng ta cho nên 35, chúng ta học rồi, đúng không? Dưới 6 là chúng ta lấy tròn 0,5. Còn trên 6 đến 11, tháng 11 ấy, từ tháng 6 đến tháng 11 là chúng ta lấy tròn 15. Đấy chưa? Cái số 5 của tôi này, tôi đóng 2, 9, 5, 7 tháng thì tôi sẽ làm tròn lên là 35, đúng không ạ? Đấy, cho nên nếu mà bạn nào mà anh chị nào mà chuẩn bị nghỉ hưu ấy, mà thấy mình dạ, tính ra mình sắp đủ trên 6 tháng rồi. Đấy, ví dụ là các bạn đang được là 2, 9, 5 tháng thì làm sao ạ? Cố đóng thêm 2 tháng nữa để chúng ta hưởng thêm 1 năm nữa. Ok không ạ? Đó, được chưa? Nhớ nhá, nếu mà chúng ta sắp trên 6 rồi thì cố gắng đóng thêm 1-2 tháng nữa để chúng ta trên cái mức sau đó và chúng ta hưởng thêm được 1 năm đóng bảo hiểm. Ok không ạ? Đó, thì đơn giản nó chỉ có thế thôi. Rồi, như vậy là tôi được tính thành 30 năm đóng bảo hiểm. Ok chưa? Và năm 2018 thì cứ 16 năm đầu tôi được tính 45%. Dạ, từ năm thứ 17 đến năm 30 là tôi có 14 năm. Và 14 năm này tôi sẽ được nhân mỗi năm là 2%, tổng là 28%. Như vậy là tổng tỷ lệ của tôi là 4 năm cộng với 28% là 73%. Được chưa? 73%. Rồi, tiếp theo này. Xét tiếp nhé. Là tôi nghỉ hưu ở cái tuổi 56 tuổi 7 tháng. Mà quy định là bao nhiêu? Là 60 tuổi cơ, đúng không ạ? Trường hợp 1 đấy, đúng không? Tôi không mở lại nữa đâu nhá. Trường hợp 1 là tôi nghỉ ở 60 tuổi. Như vậy là chúng ta cùng nhau phân tích ở trước rồi. Ở đây 60 tuổi là đơn vị tính là 60 tuổi. Còn ở đây lại có đơn vị cả tháng nữa cơ. Cho nên chúng ta sẽ quy đổi gì ạ? Là 59 tuổi 12 tháng. 59 tuổi 12 tháng cũng là 60 mà. Thì nó cùng đơn vị tính với 56 tuổi 7 tháng thì chúng ta mới tính được, đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta lấy 59 tuổi 12 tháng trừ đi 56 tuổi 17 tháng này, chúng ta sẽ ra được là 35 năm tháng. Có nghĩa là chúng ta nghỉ sớm hơn quy định là 35 năm tháng. Như vậy là cứ mỗi 1 năm gì ạ? Là tôi bị trừ đi 0,2. Còn cái tháng lẻ này chúng ta đã quy định rồi là như thế nào? Dưới 6 tháng thì chúng ta sẽ không bị giảm trừ. Còn trên 6 tháng đến 11 tháng là chúng ta sẽ bị giảm trừ 1%, đúng không ạ? Như vậy ở đây 35 năm tháng là dưới 6 tháng, đúng không ạ? Chúng ta chỉ tính cái 35 này thôi. 35 nhân 2% là chúng ta bị giảm trừ 6%. Như vậy tỷ lệ hưởng lương hưu của ông Sơn là sẽ là 73% trừ đi 6% là 67%. Đơn giản đúng không ạ? Quá là đơn giản. Đấy, được chưa? Đấy, tôi sẽ tổng hợp hết những cái trường hợp xảy ra để gì ạ? Nhỡ đâu anh chị gặp vào một trong những trường hợp đấy, chúng ta còn biết cách tính, đúng không ạ? Đấy, thì tại vì một số anh chị xem video này cũng không phải là kế toán, đúng không ạ? Cũng không chuyên sâu, nên chúng ta cứ áp dụng theo ví dụ là chúng ta hiểu được. Rồi, ví dụ thứ năm đi. Ông Sơn nghỉ việc hưởng lương hưu năm 26 khi đủ 51 tuổi. Ông Sơn có 15 năm làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, khả năng lao động là 61% và có 27, 53 tháng đóng bảo hiểm xã hội. 27, 53 tháng, 3 tháng này tôi đã nói rồi. Cái 5 chúng ta đóng bảo hiểm xã hội, nếu mà dưới 6 thì chúng ta được làm tròn đến 1 lửa, đúng không ạ? Nếu mà trên 6 chúng ta được làm tròn là 1 năm. Ok không ạ? Đấy. Nào, chúng ta cùng nhau phân tích nha. Số 5 đóng bảo hiểm xã hội của ông Sơn là 27, 53 tháng. Số lẻ 3 tháng được làm tròn là lửa 5. Lên số 5 đóng bảo hiểm xã hội tính lương hưu của ông Sơn là 27, 5 rưỡi. Được chưa? Rồi, đối với năm 26 nhá, năm 26 thì 15 năm đầu là chúng ta tính 45%. Tôi cố tình để năm 26 này để làm gì? Để các bạn nhớ được cái quy định trước đó. Trước đó thì là năm 26, cả nam cả nữ thì đều 15 năm đầu được hưởng 45%, được chưa? Những năm tiếp theo thì nữ được 3%, nam được 2%, nhưng từ năm 17 thì nó đã thay đổi rồi, được chưa? Từ năm 17 thì nó đã thay đổi rồi. Nữ những năm tiếp theo cũng chỉ được 2% thôi. Đó, còn nam thì nó sẽ tính tăng dần cái số năm hưởng 45% này đi, được chưa? Đấy, cho nên các bạn phải nhớ cho tôi là 16 này thì là chúng ta sẽ được 15 năm tính 45%. Tiếp theo này, từ năm thứ 16 đến năm thứ 27,5 này là 12 năm rưỡi thì chúng ta nhân với 2%, đúng không ạ? Chúng ta tính thêm 2%. Đấy, tổng là 4 năm cộng 25 là 70%, được chưa? Là 70%. Rồi bây giờ chúng ta xét đến xem là tôi có nghỉ hưu trước tuổi hay không, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây các bạn đọc này, làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đấy, như vậy là sao?
Như vậy là đến 55 tuổi thì tôi mới được nghỉ hưu, mà ở đây tôi nghỉ năm bao nhiêu? 51 tuổi, như vậy là tôi vượt 45, được chưa? 45 này chúng ta sẽ bị giảm 2% 15 là tổng là 8%. À, cuối cùng là gì? 70% trừ 8% là 62%. Ok không ạ? Rồi, à, chúng ta làm một cái ví dụ nữa đi, được chưa? À, ví dụ thứ 6, ông Sơn làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao động 61%. Ông nghỉ việc hưởng chế độ lương hưu năm 2020 khi 58 tuổi 4 tháng và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 32 năm 6 tháng. Đấy, được chưa? Rồi, tỷ lệ hưởng lương hưu của ông Sơn dự kiến vào năm 2020 theo đó được xác định như sau ạ. Được chưa? Ở cái này này, 32 năm 6 tháng thì lẻ ra 6 tháng là chúng ta gì ạ? Làm tròn nửa năm, trên 6 tháng nha, từ 7 tháng đến 11 tháng thì chúng ta mới được làm tròn 1 năm. Các bạn nhớ cho tôi nhá. Nhớ cho tôi. Như vậy ở đây tôi sẽ được tính là gì ạ? Là 32 năm rưỡi. Ok không ạ? Đấy. Tiếp theo này, hưu trí năm 2020 là bao nhiêu? 18 năm đầu thì chúng ta mới được hưởng 45%, được chưa? Và từ năm 19 trở đi đến năm 32,5 này là 16,5 năm thì chúng ta nhân với 2% 1 năm là 26%. Đấy, được chưa? Và cái nửa năm này này chúng ta cũng nhân được với lại 2%, nhưng mà tôi sẽ tách ở đây để các bạn hiểu bản chất, được chưa? Tôi sẽ tách riêng ra để các bạn hiểu bản chất đó gì ạ, là 0,5 này chúng ta cũng được nhân với 2% là tổng là 27%, và cộng với dạng 45% là tổng là 72%, đúng không ạ? Có vượt quá mức quy định không? Không, 75% mới quy định mà, đúng không ạ? Như vậy là tôi nghỉ hưu ở cái tuổi 60, được chưa? Tôi nghỉ hưu ở tuổi bao nhiêu đây? Nghỉ hưu ở tuổi 58 tuổi 4 tháng. Và trong cái điều kiện bình thường là 60 tuổi tôi mới được nghỉ hưu, đúng không ạ? Đấy. Như vậy là tôi vượt bao nhiêu? Là 59 tuổi 12 tháng trừ đi 58 tuổi 4 tháng thì chúng ta sẽ có gì ạ? Là 158 tháng. Nên cái tỷ lệ lương hưu của tôi là bao nhiêu? Là 2% cộng với 1%, đúng không ạ? 1 năm chúng ta bị giảm 2%, 8 tháng là chúng ta bị giảm 1%, từ 6 đến 11 tháng là chúng ta bị giảm 1%, mà dưới 6 tháng là chúng ta không bị giảm, ok không ạ? Đấy, như vậy là tôi bị giảm 3%. Vậy là tỷ lệ hưởng lương hưu của tôi là bao nhiêu? 72 trừ 3 là 69%, đúng không ạ? Đấy, như vậy là từ lúc bây giờ tôi đã làm ví dụ đầy đủ các cái trường hợp mà chúng ta xảy ra, thực tế nó như thế nào thì tôi có chuẩn bị hết các cái ví dụ cho các bạn rồi. Nói tóm lại này, các bạn chỉ cần nắm cho tôi ba cái trường hợp này. Đấy, nắm rõ cho tôi cái độ tuổi về hưu trong ba cái trường hợp. Thứ nhất, điều kiện bình thường là nam là 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì nam 55 tuổi, nữ 50 tuổi. Đấy, trong cái hầm lò thì là cả nam cả nữ 50 tuổi, ok chưa? Và các bạn nhớ cho tôi ba gạch đầu dòng này nữa, được chưa? Cứ mỗi năm chúng ta nghỉ hưu trước tuổi thì chúng ta bị giảm 2%. Đấy, được chưa? Nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%, được chưa? Nếu mà cái số năm nghỉ hưu đấy có lẻ, thời gian lẻ, nếu mà tính đủ 6 tháng, tức là chúng ta phải giảm 1%, được chưa? Đủ 6 tháng nha, từ tháng thứ 7, 8, 9, 10, 11 là chúng ta phải giảm đi 1%. Còn dưới 6 tháng thì chúng ta không phải giảm, ok không ạ? Đấy. Tiếp theo này, cái quy định ở cái lưu ý thứ ba này nó liên quan đến cái thời gian chúng ta đóng bảo hiểm. Nếu mà cái thời gian đóng bảo hiểm chúng ta có thời gian lẻ thì chúng ta sẽ từ 1 đến 6 tháng chúng ta sẽ làm tròn nửa năm, từ 7 đến 11 tháng chúng ta làm tròn 1 năm. Và quy định của nó là gì ạ? Đây, quy định của nó là gì? Đây, tôi sẽ mở. Quy định của nó là tối thiểu anh phải đóng 25 thì anh mới đủ điều kiện, được chưa? Đấy. Rồi, như vậy là tôi đã hỗ trợ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta tính lương hưu rồi. Nếu mà anh chị nào mà gặp vướng mắc hoặc là chúng ta vẫn không tính được thì cứ liên hệ theo số 0901686262 thì em sẽ hỗ trợ cho các bạn. Ok chưa? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu mà video này hay và hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ lên Facebook, Zalo và YouTube, like, đăng ký kênh để nhận được những cái chia sẻ tiếp theo.